Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Twin. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này, Sam sẽ giới thiệu một sản phẩm được sản xuất tại Đức mang thương hiệu Bitcut. Nào, mời tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau xem sản phẩm đó nha. Và sản phẩm thứ 9 trong dòng sản phẩm của Picat được sản xuất tại Đức sẽ giới thiệu với anh chị đó chính là cây búa đóng đinh mang mã số 00-32700-0500, tức là nặng 500g. Tổng trọng lượng của nó là 500g, tổng chiều dài là 325mm, mặt phẳng đóng hình vuông có bát cạnh rất là đẹp. Đầu mã đen để hạn chế rỉ sét, cán tay cầm bằng nhựa êm, ba chất liệu, da cường bằng sợi thủy tinh để chống trượt tay. Kết nối tay cầm đầu búa rất là chắc chắn, giúp hạn chế khi rung khi đóng mà cảm giác rất là thoải mái tay. Làm bằng thép đặc biệt đó chính là thép alloy theo tiêu chuẩn Đức DIN 1041, và giá bán của nó là 800.000. Cái búa này đang được bán với giá là 800.000. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái búa Picat bằng nhựa. Cái tay cầm nguyên cái này nó bọc bằng nhựa hết, nhựa mềm rất là êm tay. Cầm đến đâu là thấy đúng cái chỉ lực nó cầm về gõ. Khi mà chúng ta không xác định gõ chỗ nào thì giơ búa lên mà gõ xuống thì nó gần như là ngay vị trí đó luôn. Cái này cầm bằng nhựa, đa chất liệu, da cường, sợi thủy tinh. Rồi đầu búa được làm bằng thép đặc biệt, thép alloy. Alloy được mạ đen để chống rỉ sét. Đây tiêu chuẩn DIN 1041. Này nó chỉ có một đầu thôi, búa đóng đinh một sừng. Búa này sẽ đang bán giá là 800.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Riêng cái bề mặt nhựa này thì nó chắc chắn nó sẽ mau dơ, nhưng mà chúng ta khai chùi qua đã hết liền. Rồi đây mã số 00-32700-0500, đó chính là cái búa này, búa nửa ký mang thương hiệu Picat, được sản xuất tại Đức, giá bán là 800.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc add Zalo số 0823978258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Hoặc đơn giản hơn, anh chị vui lòng truy cập website shoptool.net, trên đó sẽ có sản phẩm này. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.